Ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chèn file đính kèm vào bảng Excel, vào tài liệu của các bạn. Giả sử các bạn có một cái bảng tài liệu và bạn muốn chèn các cái file đính kèm vào. Các cái file của bạn có thể là PDF, PowerPoint, Excel, Word hoặc ảnh, thậm chí là video. Thì ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chèn mọi cái đuôi định dạng. Đầu tiên thì là PDF, thì máy của mình không có PDF nhá. Thì mình sẽ bỏ qua cái phần PDF. Mình sẽ hướng dẫn bạn chèn cái file đính kèm là dạng Excel. Thì bạn sẽ vào cái phần Insert, vào cái phần Object ở đây, Create from file, và bạn tìm đến cái file đính kèm, file Excel. Ở đây mình lựa chọn cái file này và mình bấm vào Insert. Các bạn muốn có cái icon ở đây thì bạn tích vào là Display. Đấy, icon thì nó sẽ có cái icon và bạn có thể thay đổi cái icon này trên icon, và mình lựa chọn là cái icon này, và cái tên này nhé, bạn cũng hoàn toàn có thể thay đổi. Ok, bấm ok. Đấy, chúng ta đã có. Tương tự đối với Word thì các bạn cũng tiếp tục Object và tìm đến cái file của mình. Các bạn cũng lựa chọn là Display Icon và các bạn cũng lựa chọn thay đổi icon cho nó phù hợp nhé. Và cái tên này bạn hoàn toàn có thể đặt được nhé. Đó. Ok. Tương tự là đến phần ảnh này. Ảnh, bạn cũng chọn Object. Ví dụ mình lựa chọn là cờ Việt Nam đi. Ở đây mình thay đổi icon này. Nếu như mà các cái icon ở đây bạn không có ấy, thì bạn có thể tìm mở rộng thêm ở trên máy tính của bạn nhé. Ở đây mình lựa chọn cái này. Cái tên này thì mình sẽ đổi thành cờ Việt Nam chẳng hạn. Bấm OK. OK. Đấy, đây hình ảnh đây. Tương tự bạn có thể đính kèm video MP4, MP3 thoải mái các bạn nhé. Ở đây mình có một cái video và mình sẽ đổi tên là video.mp4 và mình tìm một cái icon cho nó phù hợp với cái video này. Mình sẽ lựa chọn cái icon này nhé. Ok. Cái tên này nhé, mình thay đổi này. Ok nhé. Ok. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn toàn có thể chèn đính kèm các cái tài liệu vào đây được. Và bây giờ nếu như các bạn kích đúp vào các cái tệp đính kèm này, thì các cái tệp đính kèm này nó sẽ được mở. Giả sử mình mở cái hình ảnh này nhé, kích đúp chuột này, thì cái hình ảnh này nó sẽ được mở này. Đấy. Tương tự cái file Word này, bạn cũng kích đúp vào. Đấy, nó sẽ mở cái file Word nhá. Và tương tự như video, bạn cũng kích đúp vào. Nếu như mà bạn muốn kích đúp vào nó mở luôn thì bạn bỏ cái dấu tích này nhá, là tự động nó mở. Đấy, ok. Và file Excel này cũng tương tự. Đấy. Ở cái video này thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Các cái này nó gần giống như là một cái object đối tượng hình ảnh các bạn chèn vào thôi. Ví dụ cái hình ảnh của bạn nó to như này và bạn muốn nó co giãn vừa với nằm gọn ở trong ô này. Thì ở video trước ấy, mình có chia sẻ cho các bạn cách cái tạo cái auto fit pic nó tự động vừa với cái ô trong cái bảng Excel của bạn.
thì bạn chỉ cần lựa chọn và bấm vào feedback ở đây là cái hình ảnh này nó sẽ tự động nó co giãn vừa luôn. Đấy, feedback cái này cũng thế này, tương tự cái này. Ok, có một lưu ý nữa là các cái này nó là cái hình ảnh, và nếu như mà chúng ta ở đây có một cái bộ lọc, giả sử ở đây mình có một cái bộ lọc nhá, filter này, và cái phần PDF này không có thì mình sẽ bỏ đi. Ở đây nhá, giả sử mình lựa chọn một cái Excel thì các bạn thấy là các cái hình ảnh này này nó được nằm đè vào nhau và nó không lọc được đúng cái hình ảnh như mong muốn. Vậy thì để mà chúng ta có thể lọc được như mong muốn thì các cái hình ảnh này các bạn cần bấm chuột phải lựa chọn, và các bạn bấm chuột phải vào cái hình ảnh ấy, bấm chuột phải chọn Format Object và bạn chọn Property, và ở cái phần này này bạn sẽ lựa chọn là Move and Align with Cell, nghĩa là gì? Cái này nó sẽ được di chuyển và nó được co giãn. Nếu như cái ô này chúng ta co kéo co giãn thì cái hình ảnh này nó cũng được tự động co giãn theo. Đấy, ok. Và cái này bạn cũng làm tương tự như vậy. Lựa chọn là Move and Size Width nhá. Ok, và bây giờ nếu như các bạn lọc ấy, thì nó sẽ đúng cái hình cho các bạn luôn. Đấy. Đó.